Nam Cường xin kính chào khán giả của Kang.vn. Ngày hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt với Nam Cường, bởi vì cũng giống như mọi người thì một năm có một ngày đặc biệt đối với bản thân mình, phải không nào? Và những gì đặc biệt thì chắc chắn mình sẽ không giữ riêng cho bản thân mình, mà Nam Cường muốn chia sẻ với tất cả khán giả khắp nơi, đặc biệt ngày hôm nay thì với khán giả của Kang.vn. Đó chính là ngày Nam Cường được cất tiếng khóc chào đời, ngày sinh nhật của Cường. Trước tiên thì cho phép Cường nhờ Kang.vn gửi lời cảm ơn của mình đến với cha mẹ, hai đấng sinh thành đã cho Cường một hình hài, cho Cường trí thông minh, cho Cường tất cả mọi thứ để Cường có thể vững hành trang để bước vào đời và có một năm Cường ngày hôm nay ngồi đây để nói chuyện với tất cả quý vị. Và hôm nay thì Cường nhận được rất nhiều những món quà từ người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là khán giả của mình. Có những người mà mình chưa bao giờ gặp họ nhưng mà họ đã cho mình những cái lời chúc mừng rất là dễ thương, rất là đáng yêu, và mỗi năm Cường lại gặt hái thêm được những lời chúc tốt đẹp như vậy của quý vị khắp nơi. Cường cảm thấy rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó thì hôm nay là một ngày mà Cường đang ráo riết, thời gian này Cường đang ráo riết tập luyện cho một chương trình truyền hình thực tế, đó là một game show rất là hấp dẫn sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 10 này. Hiện tại thì Cường chưa bật mí được đó là chương trình gì, nhưng mà Cường tin chắc rằng nó sẽ là một điều thú vị, một cái nhìn khác của quý vị dành cho Nam Cường và cũng như người bạn đồng hành của Cường trong chương trình này. Khi Cường đang tập luyện thì Kang.vn đã tới và tặng cho Cường một món quà rất là bất ngờ, đó là chậu hoa lan này. Đây là một loài hoa mà Cường vô cùng yêu thích. Không biết Kang.vn có tìm hiểu hay không mà biết Cường được thích được cái loại hoa này và mang tới để cho Cường và Cường vỡ òa sung sướng, bởi vì đó là một món quà rất là tuyệt vời trong ngày sinh nhật. Cảm ơn Kang.vn rất là nhiều. Và nhân đây thì Nam Cường cũng xin được gửi lời cảm ơn tới với khán giả khắp nơi, đặc biệt là khán giả của Kang.vn. Cường biết rằng hàng ngày quý vị vẫn nghe âm nhạc của Cường, nghe những ca khúc của Cường và những sản phẩm âm nhạc ở tại Kang.vn. Đó là một điều mà Cường cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vì đó là một cái sợi dây kết nối giữa Nam Cường cũng với tất cả quý vị bằng âm nhạc. Chỉ có âm nhạc mà chúng ta có thể là vui nè, chúng ta có thể buồn và xoa dịu tất cả mọi thứ trong cuộc sống, làm chúng ta gần nhau hơn. Đó là một món ăn tinh thần rất là tuyệt vời, phải không ạ? Nhờ có âm nhạc mà Nam Cường được đến gần với quý vị hơn. Và quý vị ơi, nhân ngày sinh nhật thì Cường cũng xin được cảm ơn quý vị và đừng quên ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của Cường, những ca khúc mới của Cường ở tại kang.vn nhé, để chúng ta ngày càng được gần nhau hơn. Nam Cường yêu quý vị rất nhiều.